Nổi khổ mùa hè kiểu: em ơi, ra nhận hàng em ơi. Đây anh ơi. Nắng 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 nè. Trời ơi, lên chơi. Nóng quá, làm miếng canh. Nani? Chưa kịp băng mà kem nó chảy hết đi rồi. Mày ơi, đi ra ngoài kia mua cho mẹ ít hành đi. Thôi, nhưng mà ngoài nó nắng lắm mẹ. Đi ra đây không phải để thiêu mất à? Bóng vèo cái xe tí là đến mà. Ai bắt đi bộ ra một chỗ nắng. Vâng. Mày, sao cậu ngồi ăn mì? Ra ngoài ăn với tớ đi. Ra ngoài ăn á? Ừ. Dạ, 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 ăn với tớ. Đi, 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 đi. Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, ăn mì thì phải ngồi ở ngoài này. Ăn ở trong nhà nó ám hết mùi ra. What? Thế mà làm tưởng đi chơi, làm người ta chuẩn bị. Tớ có bảo đi đâu đâu, tớ bảo ra ngoài ăn rồi mà. Ăn à? Thôi, đừng giận tớ nữa. Cậu ăn kẹo nhá. Không, kẹo ngọt lắm. Hay là ăn xúc xích lắm. Thôi, xúc xích khô lắm. Nóng thì cháu sơ thẳng món xúc xích. Ok, thì cậu tham gia thử thách này với tớ đi. Đảm bảo món ăn này cậu sẽ rất là thích luôn. Thử thách ăn kem tươi theo các logo của cửa hàng nổi tiếng nhá. Yeah. Luật chơi sẽ như các thử thách trước thôi. Trước mỗi vòng thử thách sẽ có một trò chơi nhỏ. Ai chiến thắng sẽ được chọn cái cửa hàng mà mình yêu thích. Mình chơi đầu tiên. Đến lượt mình nha. Mình tám đi. Sáu. Chết đi. Nào, rồi đến lượt mình nhá. Ba. Bốn. Năm. Ui. Ôi, qua thử thách rồi. Vòng này mình chiến thắng nên mình sẽ chọn Dai Quy. Trời ơi, cái Dai Quy thì ngon khỏi bàn rồi. Chọn ghê. Giờ mình sẽ chọn luôn cho hai người nhá. Nào, giật nhanh nó. Và bấm quay tay. Ok. 1 2 3. Mi Huế. Bạn yêu tôi yêu bạn. Mi Huế có trà mà kẻ bạn yêu tôi yêu bạn. Bí mật chi linh. Kem đi sẩy các bạn ơi. Ô, có cả vị mới nè. Vị hơi à? 22.000 nữa kìa, ăn thử kem. Đâu đây là? Chà. Đây là chà mà. Kem đi sẩy số 2 không kem nào là số 1 hết các bạn ơi. Cái lớp kem nó béo ơi là béo. Ăn một miếng là mát lạnh. Cá vuột và chỉ có 10.000 mà có một que kem siêu to và dài luôn đấy. Ta-da! McDonald's các bạn ơi! Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhá. Wow! 10.000 cho cây kem McDonald's này các bạn ơi. Mình thử xem nhanh nhá. Trời ơi! Nhìn nó có vẻ giống như kiểu dạng những cây kem tươi khác thôi các bạn ơi. Nhưng mà ở kem McDonald's này cái kem nó rất là mịn luôn ý, nó mịn cực kỳ và nó mềm, nó béo, nó dẻo nhá. Bình thường sẽ là thơm mùi sữa cơ, nhưng mà đây không có không, mình thấy không có mùi sữa mấy mà còn mùi hoa quả luôn các bạn ạ. Nó vẫn có cái sự béo béo nghệ của sữa nhưng nó không nhiều bằng cái hương hoa quả ấy. Nó ngon cực kỳ luôn ý. Đó là kem tươi nó rất nhanh chảy luôn các bạn ơi, mình phải ăn nhanh nhá. Vỏ này không phải vỏ ốc quế mà là kiểu vỏ xốp nha các bạn. Ăn giống như kiểu cái bánh xốp ấy.
Dairy Queen, kem ướp ngược từ Mỹ các bạn ơi. Luôn mà nhìn xem nó phải chứ. Đây là cái đấy của Dairy Queen nên mình muốn trải nghiệm thử nữa. Có một lớp chanh leo phủ trên ăn rất là ngon các bạn. Rất kết hợp với sô cô la. Quá ngon. Vừa chua vừa ngọt là em còn quế này. Em còn sâu cũng phải vớt ốc quế ra nữa nha. Vừa chua mình đã vớt được ốc quế rồi các bạn ơi. Em ngọt nào. Vòng số 2, ai chớp mắt đầu tiên sẽ là thua nha. Ok. Stop. Thua. Một loại kem gắn liền với tuổi thơ của mình. Có bạn nào thích ăn kem Tràng Tiền không? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết với nha. Kem Tràng Tiền thì rất đa dạng các loại vị luôn mà lại giá lại siêu hoạt rẻ nữa. Vẫn trung thành nhân với vị sữa dừa các bạn ơi. Kem Tràng Tiền thì mình mê nhất là vị ốc quế khoai môn các bạn ơi, vì cái vỏ ốc quế ở đây nó rất là khác, giòn giòn, thơm ấy. Trời nóng này ăn được que kem đúng không ạ? Dã hết cả người luôn. Rẻ. Bé của Lê Tràng Tiền thì ngon quá, chắc ăn cùng luôn. Hồn thế. Cái vị kem Tràng Tiền sữa dừa không thể lẫn được vào đâu các bạn ạ. Rất là thơm và cái kem nó rất là dẻo nha các bạn. Thơm nhẹ mùi dừa nữa và nó không hề bị ngọt quá. Có ăn kem Tràng Tiền là mình nghĩ là ăn được ốc quế luôn các bạn ạ. Nghĩa là kem nó vẫn sẽ ngon nhưng mà ăn cái kem của ốc quế thì nó rất là hợp với nó, kiểu không thể thiếu. Yeah, Toco Toco. Mình cứ nghĩ là Toco Toco chỉ có trà sữa thôi, không ngờ là có kem luôn các bạn ơi. Bây giờ mình đi ở bên trong xem kem Toco sẽ như thế nào nhá. Ui, nhiều vị kem quá rồi các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay mình quyết định sẽ ăn thử cái kem này đi. Vì nó có quả trân châu mà. Mình nghĩ sẽ cái gì ăn với trân châu cũng sẽ ngon. Ui, những viên cho mình đúng năng nếm. Thử luôn thôi, mình không đợi nữa rồi. Sợ cái lớp kem nó mịn nha. Kem vani các bạn ơi, ăn rất là béo. Ăn vậy cho mình kiểu dai dai dẻo dẻo, nó ăn ngon cực kỳ luôn ấy. Wow. Mình uống trà sữa Toco Toco rất nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình ăn kem của Toco Toco luôn các bạn ơi. Thực sự nó ngon, ngon cực kỳ luôn ấy. Mà nó rất là rẻ nữa, một cốc đầy hũ này mà chỉ có 20.000. Mình nghĩ cốc này phải 2.000 ăn mới hết luôn. Chứ mỗi một cái nhược điểm làm kem này nó là kem tươi, nó rất nhanh cháy, ăn nhanh mà cũng không mang được về nữa. Nếu khi nào các bạn đi làm nhà ngay sát thì mới ra mới mua về thôi. Chứ này mà đi ra ngoài đường nắng là cháy hết luôn, vì nhà chỉ có một hút. Nhìn rất nhiều trân châu luôn. Này các bạn nhìn này. Wow. Quá nhiều trân châu luôn ấy. Thử dễ rồi. Còn khi đây chúng là kem mà mình thích nhất. Ngon nhất luôn ấy. Lotteria các bạn ơi. Ôi trời, kem cây ở đây rất là ngon các bạn ơi. Mình sẽ gọi hai loại này nhá. Wow, nhiều thật sự luôn các bạn ơi. 5.000 với 7.000 đây là quá nhiều luôn ấy. Cây kem này to, không thua kém gì cái cây kem 20.000 mà mình mua ở ngoài đâu. Ăn nhanh thôi, không chảy mất. Rất là thơm vị sữa luôn ấy các bạn ơi. Thế đây vẫn là kem tươi các bạn ơi. Nhưng mà kem của Lotte nhá, sẽ đỡ ngọt hơn một tí so với là kem của Jollibee các bạn ạ. Rồi mình sẽ sang kem sô-cô-la. Wow.
cái này nó có phủ lên một lớp sô cô la cực kỳ ngon luôn. Ăn lại còn giòn giòn nữa. Bạn nào mà thích ăn ngọt có thể ăn kem của Jollibee. Còn bạn nào mà thích độ ngọt vừa phải thì có thể ăn ở Lotte nha. Cả hai kem đều ngon luôn. Vòng số 3 đó chính là vòng đoán ca dao tục ngữ qua hình emoji. Nào, hình emoji xuất hiện. Like. Like gì? Nhất kỷ nhì ma thứ ba học trò. Miền người chiến đạt mình sẽ chọn kem Jollibee nha. Nào hai còn lại đây. Ok, 1, 2, 3 kem đi. Yeah, một cây các bạn ơi. Một cây quá nhiều kem luôn. Yes, các bạn ơi, nhưng mà hơi đau, mình sẽ xếp hàng đợi nha. Mình đang cuối cùng mới cùng nhận được câu hết kem cho mình. Bạn ở đây các bạn. Yeah, sơ củ cây. Uầy, nhiều loại kem thế. Mình chan kem cá bởi vì mình rất thích ăn cá. Đâu ra vậy, kem cá tận 33.000 lần, chỉ ăn kem 10.000 thôi. Ở đây có kem nào 10.000? Không có kem 10.000, có kem 11.000. Nắng nóng này ăn kem cá là hợp lý luôn các bạn ạ. Wow. Đúng mùi matcha mình thích luôn. Vừa ngọt vừa giòn, ăn lại còn xốp xốp nữa. Vị matcha rất là thơm và béo béo luôn các bạn. Lại còn thêm một lớp đậu đỏ nữa này. Ăn với vỏ bánh cùng với kem matcha rất là ngon luôn. Với thời tiết này nhá, mình có thể ăn 5 cái kem liền cùng một lúc luôn. Wow. Ông sở trường của mình là thích ăn kem. Yeah, Jollibee các bạn ơi. Wow, kem đây rồi các bạn ơi. Wow, kem tươi các bạn ơi. Kem tươi như thế này nhưng mà chỉ có giá từ 5 và 7 nghìn đấy các bạn ơi. Wow. Kem vani này cực kỳ ngon và mịn luôn này. Kem Jollibee này gắn liền với tuổi thơ của mình đó. Để mình ăn thằng kem sô-cô-la nữa. Một lớp sô-cô-la bên ngoài ăn rất là giòn luôn. Mà không hề bị ngọt quá. Nhưng mà mình vẫn thích vị truyền thống, vị vani này thôi các bạn ạ. Vỏ này rất là xốp nha, nhưng mà không phải vỏ gốc quế đâu các bạn ạ. Vì là kem tươi nhờ nó rất nhanh chảy. Thôi mình tập trung ăn thôi. Ngoài ra ở Jollibee này sẽ có cả kem Sunday Tropical nha các bạn. Ngày xưa hồi bé mình đi ăn thì không hề có đâu, nhưng mà bây giờ thì mới có thôi hay sao ấy. Mà ăn rất là ngon luôn, vì bên trong này sẽ có cả trân châu này, hạt trân châu này. Wow, vẫn là lớp kem tươi vani thôi, nhưng mà ăn với cả siro và trân châu thì cả bánh giòn nữa. Ăn rất là ngon luôn ấy. Kiểu thêm rất nhiều topping. Như vậy là thích ăn kem tươi theo các logo cửa hàng của bọn mình đến là kết thúc rồi các bạn ơi. Các bạn thích nhất loại kem của cửa hàng nào thì hãy comment bên dưới cho bọn biết với nha. Còn mình thì mình thích của Toco Toco nè. Có bạn nào giống mình không? Mình thì thích Dairy Queen, thích kem Tràng Tiền luôn. Ôi, ok, mỗi người một sở thích mà. Còn các bạn hãy nhớ comment phía bên dưới cho bọn mình biết với nha. Bây giờ video của mình đến là kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.